Happy New Year, xin kính chúc tất cả anh chị các bạn quay trở lại với kênh Giải Trí Quốc Duy Trinh một ngày cuối cùng của năm mới. Và gửi hát bài hát ngày xưa, gọi tên em trong đêm mưa buồn, lời hát với tất cả tình yêu anh cứ trao, mai đây anh ra đi xa mãi. Em sẽ chẳng đi đâu người ơi, ta bên nhau yêu mãi muôn đời, nhưng số kiếp không cho mình yêu mãi thôi, đành hẹn lại người ơi, duyên ta kiếm nào. Em đừng đi, em phải đi, anh chờ em mãi muôn đời. Giết trời đã chia tình ta, nay đành tôi duyên ta lỡ rồi. Duy chi xa băng nhật lệ, xin kính chúc đến quý chị, anh chị và các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui, nhiều hạnh phúc. Và như thường lệ, hôm nay là ngày 30 Tết, 29 Tết hôm nay quên là không có 29 Tết, mà hôm nay là 30 Tết. Xin kính chúc cô chú anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hành công trong năm mới và có rất nhiều niềm vui và sức khỏe. Cô Lissy có 5.000 chia sẻ của chúng ta đâu. Cảm ơn nữa, cũng là tất cả các anh chị nha, cùng chia sẻ mạnh mẽ. Hôm nay có 3 người phải kéo lên 10.000 chia sẻ các chế của em ạ. Cảm ơn tất cả mọi người, cùng chia sẻ mạnh mẽ nha. Ngồi hát bài hát ngày xưa, gọi tên em trong đêm mưa buồn, lời hát với tất cả tình yêu anh cứ trao, mai đây em ra đi xa mãi. Em sẽ chẳng đi đâu người ơi, ta bên nhau yêu mãi muôn đời, nhưng số kiếp không cho mình yêu mãi thôi, đành hẹn lại người ơi, duyên ta kiếp nào. Em đừng đi, em phải đi, đi thì đi mãi muôn đời, duyên trời đã chia tình ta, nên mình ta duyên lỡ lòng. Em đừng đi, em phải đi, anh chờ em mãi muôn đời, duyên trời đã chia tình ta, nay đành tôi duyên lỡ rồi. Và một năm mới tràn đầy chúng ta, một năm mới tràn đầy và hạnh phúc, và chúng ta càng nghe với ca khúc Đang Đi với ca khúc Em Đừng Đi. Mà muốn đi thì cũng biết làm sao. Ok, nhắn đi. Và chúng ta đến với ngày 29 Tết đúng không ạ? Nói đi, để anh bắt anh nói mệt quá, hai đứa nói đi. Hello, chúc đi. Chúc lấy tên là gì em ơi? Những dịp năm mới, sao băng nhật lại người như anh trên. Bài hát ngày xưa, gọi tên em trong đêm mưa buồn, lì xì. Lời chia hát sẻ với đi tất các cả anh chị tình ơi. Yêu anh khi trao, mai đây em ra đi xa mãi. Hey. Em sẽ chẳng đi đâu người ơi. Yeah. Ta bên nhau yêu mãi muôn đời, nhưng số kiếp không cho mình yêu mãi thôi, đành hẹn lại người ơi, duyên ta kiếp nào. Em đừng đi, em phải đi, anh chờ em mãi mãi muôn đời, giết trời đã tình ta, nay đành tôi duyên lỡ rồi. Số 1 của chúng ta đâu anh chị ơi? Muốn chương trình được kéo dài thì chúng ta kéo lên đi anh chị ơi. Ủa sao có 500 chia sẻ thế nhỉ? Mạnh mẽ lên hả anh ơi, làm cái này là hết sung rồi anh chị ơi, hết sung rồi. Để chúng ta cùng đón một năm mới nãy nha. Nãy giờ có 500 chia sẻ mà gần 6.000 người rồi, mà có 1.000 mấy cảm xúc thôi. Ủa sao lạ vậy ta? Yêu thương ba anh em. Anh chị không em. Yêu bạn em nữa à? Bảo yêu người ta mà không chia sẻ cho người ta, thế là không phải là yêu rồi. Thế là ghét mình rồi. Thôi năm cũ bỏ qua, chuyện cũ mình bỏ qua vào bây giờ. Lại hát bài hát ngày xưa, gọi tên băng trong đêm mưa buồn. Trời ghê quá. Ngồi hát với tất cả tình yêu anh cứ trao, mai đây em ra đi xa mãi. Em sẽ chẳng đi đâu người ơi, ta bên nhau yêu mãi mãi muôn đời, nhưng số kiếp không cho mình yêu mãi thôi, đành hẹn lại người ơi, duyên ta kiếp nào. Em đừng đi,
kia. Em phải đi, anh chờ em mãi muôn đời. Tuyết trời đẹp chia tình ta nên đành tôi duyên lớn lao. Em phải đi, em phải đi, anh chờ em mãi muôn đời. Đi thì đi, đi thì đi, nay đành tôi. Smart của chúng ta ơi, cố gắng lên nào các anh chị. Mới đây 1.000 chia sẻ thôi, sao lại 6.000, 7, gần 7.000 thôi. Phải có 5.000 cảm xúc chứ đúng không? Bấm like cho em gái. Dừng lại 2 giây thôi. Wow, nhạc hấu quá đúng không các anh chị? Dạ, cùng cảm ơn tất cả các anh chị đã yêu thương và chia sẻ cho ba anh em trong buổi live ngày hôm nay nhá. Kính chào tất cả anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Zstring. Và ngày hôm nay là một cái live stream đặc biệt kết thúc năm 2021 và chúng ta chào mừng một năm con hổ đúng không ạ? Con hổ và con hổ năm nay là con hổ nghe nói là con hổ này nó rất là hiền và rất là nhiều may mắn luôn anh chị ạ. Hổ này là thực sự là rất là hiền luôn và nhiều may mắn, chứ là chúng ta rất là hân hoan chào đón một năm mới thật nhiều sự chờ đợi và chúng ta hy vọng, và không cần phải hy vọng bởi vì nó chắc chắn nó sẽ mang lại cho anh chị rất nhiều sự may mắn. Và may mắn hơn nữa là chúng ta được nhìn thấy nhau. Và ngày hôm nay Zstring, Sa Băng cũng như Nhật Lệ sẽ đến đây ngồi đây. Mọi người được đi chơi, mọi người được đốt và chạy đi chơi hay là đi ngắm hoa. Còn Zstring còn phải ngồi đây để phục vụ đến tất cả cô chú anh chị các bạn. Thực sự là phải nói cái câu là phục vụ đấy anh chị ạ. Bởi vậy anh chị đã mang lại cho tất cả những kênh của Zstring rất là nhiều những sự may mắn rồi. Cho nên là bây giờ cái sự tri ân của Zstring là dành rất là nhiều thời gian và tâm huyết để ngồi để tập những ca khúc mang lại cho anh chị những cái không khí mùa xuân đang về gần. Và hiện giờ thì chắc chắn là rất là nhiều người đang bận với cái không khí xuân và cũng chuẩn bị đến chương trình Táo Quân rồi đúng không? Nhưng tuy nhiên thì vẫn có rất nhiều người đang xem live stream. Thì nếu mà chúng ta kéo lên mỗi người một kéo mà cái lượt like nó rất là ít luôn nhở. Anh chị chẳng nhẽ xem mà không dám nhấn một nút like à? Sợ mọi người nhìn thấy mình like Zstring à? Nếu anh chị cảm thấy hài lòng thì nhấn cho em một nút like để ủng hộ, để cho hai anh em, ba anh em có thể tiếp tục sung hơn nữa và hát những ca khúc mà anh chị yêu mến nhá. Và chúng ta đến với một trong những ca khúc về xuân được không ạ? Đây này, giờ thấy rất là nhiều các anh chị nói là hát về con bướm xuân đi. Ok, à, thế thì hát luôn hay lên luôn nhỉ anh chị nhỉ? Được không nhỉ? Quá được đúng không ạ? Em vui quá, em cười tít mắt các anh chị ơi. Và em vui quá các chị. Con bướm xinh, con bướm đa tình, đùa vui với lũ hoa đô hoa mai lan đang hòa mình. Con én bay, con én bay, con én la đà, tựa bầy tiên nữ trong cung nhạc tình cha cha cha. Xuân ngắt ngây, xuân ngắt ngây, xuân có hương hoa. Nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà. Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng tràn hòa. Bầy lộc non biết xây trên cành thành cha cha cha. Gió vất vơ du nhẹ làm rơi cánh hồng đào. Ríu rít chim non trên cành cây đó ồn ào. Nàng ngồi hóng tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa mờ, tuyệt vời trong bức tranh sơn nhạc tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không. Trời xuân má thắm đôi môi hồng em xinh như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì? Một trời xuân có chính ta vàng mừng em vô quy. Con bướm xuân, cái chuyện này giờ ai yêu cầu con bướm xuân đâu rồi ạ? À, cùng chia sẻ mạnh mẽ cho ba anh em trong buổi live ngày hôm nay để chúng ta cùng chào đón mới năm mà mới nha. Chị mặc vest vào cho giống người lớn. Em mặc luôn. Giống người lớn chưa? Em giống người lớn chưa? Lớn rồi. Bác xịn đúng không ạ? Lớn là không được lì xì đâu. Các chị em còn nhỏ này còn lì xì được đúng không ạ? Yeah. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình, đùa vui với lũ hoa bao hoa mai lan đang hòa mình. Con én bay, con én bay, con én la đà, tựa bầy tiên nữ trong khung nhạc tình cha cha cha. Xuân ngắt ngây, xuân ngắt ngây, xuân có hương hoa. Nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà. Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng chan hòa.
về lộc non biết xanh trên cây cành cha cha cha. Gió phất phơ rơi nhẹ làm rơi cánh hồng đào, ríu rít trên non trên cành cây đó ồn ào. Nàng ngồi hong tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa mờ, tuyệt vời trong bức tranh xuân nhạc tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không, tuổi xuân mã thắm đôi môi em xinh duyên như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì, một trời xuân có chim ca vàng mừng em vô quy. Gió phất phơ rơi nhẹ làm rơi cánh hồng đào, ríu rít trên non trên cành cây đó ồn ào. Nàng ngồi hong tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa mờ, tuyệt vời trong bức tranh xuân nhạc tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không, tuổi xuân thắm mơ nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì, một trời xuân có chim ca vàng mừng em vô quy. Nàng ngồi hong tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa mờ, tuyệt vời trong bức tranh xuân nhạc tình cha cha cha. Chị thấy mùa xuân chưa ạ? Con số 1 lên rồi đấy ạ. Yeah. Có chết anh nào đâu anh Quốc Vương ơi. Mất hiếp mà ai mà chết. Con bướm xuân và con bướm xuân, chúng ta vừa có em một ca khúc về mùa xuân thật là tuyệt vời. Sự thể hiện của Gia Băng và Nhật Lê. À, và chúng ta đang tới với một mùa xuân thật là tuyệt vời. Một mùa xuân năm gọi là một cái năm đón chào một cái sự thay đổi, một cái sự may mắn cho tất cả anh chị và các bạn. Và ngày hôm nay là ngày 29, nhưng mà hôm nay mới chợt nhận ra năm nay không có 29 Tết. Hôm nay là ngày 30 Tết. Hôm nay là ngày 30 Tết đúng không ạ? 29 như là 30. Thì Duy Trinh cũng như team của Duy Trinh, Nhật Lệ cũng như là Sa Băng ngồi ở đây phục vụ đến tất cả anh chị, thấy không? Em toát mồ hôi, em nóng. Đấy, hôm nay để ở ngoài Bắc thì rất là lạnh, và gửi một chút không khí cái sự ấm áp của miền Nam về cho tất cả những anh chị đang ở miền Bắc. Và miền Bắc thì không khí nó hài hòa hơn nhiều, và biết là ngoài đó nó đang rất là lạnh đúng không ạ? Và chúng ta có một ca khúc cũng rất là hay, cũng về mùa xuân luôn. Sau ca khúc này thì chúng ta sẽ hát nhạc che ăn nha anh chị nha. Cho nên là anh chị nào mà muốn nghe nhạc chen thì hãy chờ đợi sau ca khúc này. Và bây giờ chúng ta đến với ca khúc Nắng Có Còn Xuân Không. À, trên môi em hello anh Sony nha, hello tất cả các anh chị, cảm ơn tất cả các anh chị đã yêu thương và chia sẻ cho ba anh em trong buổi làng hôm nay. Chúng ta cùng chia sẻ thật mạnh mẽ cho chúng ta chào đón một năm mới hạnh phúc nhiều hơn, may mắn nhiều hơn, thành công nhiều hơn nữa nha. Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời, đôi núi xanh ơi, đâu đây tiếng đàn cầm buông lá lây, đâu đây tiếng lòng tôi nghe tí tơi. Gió sương trắng trong vời vợi, em biết yêu rồi. Em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi, em yêu tiếng đàn tôi yêu thế thôi. Như bao giọt sương còn vương mình trên lá, như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười, như xuân chờ đông tình ta còn xa quá, nên em chờ anh chẳng biết đến bao giờ. Đêm nay từng đàn chim trắng về xa em, biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em. Hello chị Mộc Lan, hello tất cả các anh chị nha, rất là nhiều các anh chị quen của team Duy Trinh đang có mặt ở đây. Cũng nhân dịp năm mới chúc các anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Như bao đồ xinh môi em cười, như xuân chờ đông tình ta còn xa quá, nên em chờ anh chẳng biết đến bao giờ. Đêm nay từng đàn chim trắng về xa em, biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em. Đêm nay từng đàn chim trắng về xa anh, biết ngày
xuân nắng có còn vương trên môi. Còn xuân không, cái này phải gọi là nắng có còn em không đúng không ạ? Hôm nay là Duy Trinh live một cái giờ khá là đặc biệt, một cái giờ chưa bao giờ Duy Trinh live cái giờ trước 8 giờ cả, nhưng mà ngày hôm nay một cái ngày cực kỳ đặc biệt, một cái ngày mà có thể nói là chuyển giao một năm mới 30 Tết đúng không ạ? Thế là chúng ta có cái chương trình ngày hôm nay, nó sẽ có chương trình sớm để cho anh chị có cái không gian để chúng ta có thể thưởng thức với những cái ca khúc về những cái ca khúc âm nhạc anh chị ha. Và chúng ta sẽ đến với những ca khúc mà nhạc yêu cầu. Và chúng ta lên nhạc đi! Lên nhạc đi! Các chị lên nhạc đi! Để lệ với băng lo! Các chị yêu cầu bài gì? Các chị yêu cầu bài gì? Hôm nay máu đấy, đứng đằng sau quát lớn kiểu là kiểu này không phải hát nhiều. Đấy, cho nên là la lớn lắm á. Anh chị ơi, mà tại sao bây giờ chúng ta đang gần 11.000 người xem và chúng ta mới có 5.800 like thôi nhỉ? Các anh chị có lẽ là các anh chị cái lượt chia sẻ thì khá là nhiều rồi đấy. Hiện tại là 3.500, 3.600 chia sẻ, sắp được 5.000 rồi. Nhưng mà sao cái lượt like lại chưa được 10.000 nhỉ? Dừng anh... một giây thôi ạ. Một giây thôi. Like. Và 2 giây bấm nút like cho em cái không ăn được, nhưng mà thể hiện là cái tinh thần anh chị bảo là bọn này nó biết là phục vụ mình. Mình xem thấy thú vị, bấm cho nút like anh chị ạ. Chẳng nhẽ là anh chị Duy Trinh có phải tập cả ngày để có một cái chương trình hay như này cho anh chị nghe. Anh chị không bấm một nút like thì hơi buồn, mới được 6.000 like rồi kìa. Đấy. Okay. Yêu cầu bài hát Em là con thuyền cô đơn. Nhưng mà giờ này hát bài bộ nhạc buồn thì buồn quá nhỉ. Hoang mang đi. Mình thấy mọi người yêu cầu bài hoang mang nhiều lắm. Hoang mang à? Okay. Hoang mang là hình mọi người làm cho ba anh em hoang mang đi ạ. La thì phải đây. La nhiệt tình và chia sẻ. Ok, với ca khúc hoang mang là một cái yêu cầu đầu tiên là Duy Trinh mới nhìn thấy. Nhìn nhanh lắm. Duy Trinh cái gì chứ nhìn. Nhìn comment thì kinh lắm. Hai chị em đang nhìn cái cảm xúc của cái em thấy chị Lượng, em thấy chị Đoàn Huyền. Rất chị là hoang mang. Thấy tất cả các chị luôn. Trên đầu môi phải chăng người trao cho riêng mình tôi, dẫu đã biết anh không hề yêu nhưng vẫn mơ mộng nhiều. Vì anh lạnh lùng băng giá, còn tôi con tim thật thà, nên mình tôi ôm lòng đêm những nhớ. Và lên luôn đi chị ơi. Sáng là nhớ đêm nằm mơ, mơ tình ta danh như bài thơ. Ánh trăng sáng soi màn đêm, đưa tình yêu qua thêm. Vì sao người không nhận lấy, để tôi hoang mang tháng ngày. Anh ở đâu cho tình tôi miên man. Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Một mai đường xa chung của những phút đầu tựa như phép màu, rơi ấm khói lòng vượt qua nỗi sầu. Để đêm mùa đông trôi xa, nụ cười gian ngờ trên môi thiết tha. Dù có là tình đầu anh đã trao cho em, nhưng anh đã trao cho rất nhiều người. Các chị đang nghe qua rất nhiều. Cho nên là em hoang mang là đúng rồi. Đúng là hoang mang. Có ai hoang mang với ba anh em trong buổi live ngày hôm nay không ạ? Có ai đã hoang mang không ạ? Cùng không mình lại để cho ba anh em cùng thấy các anh chị nào. Giao lưu khắp thiên hạ. Ô cái này đó là du hành khắp thiên hạ chứ không phải giao lưu chị ơi. Xa là nhớ đêm nằm mơ, mơ tình ta xanh như bài thơ. Ánh trăng sáng soi màn đêm, đưa tình yêu qua thêm. Vì sao người không nhận lấy, để tôi hoang mang tháng ngày. Anh ở đâu cho tình tôi miên man. Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Một mai đường xa chung đôi, những phút đầu tựa như phép màu, rơi ấm khói lòng vượt qua nỗi
nụ cười rạng ngời trên môi tí tho. Ngày qua ngày gió tết khờ vì em yên khờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Tốt mai đường xa chung đôi, ân tình tuyệt vời lên ngôi. Tình yêu của những phút đầu tựa như phép màu, sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu. Để đêm mưa đông trôi xa, nụ cười rạng ngời trên môi tiết tha. Cào đấy nhở? Hoang mang luôn. Hoang mang luôn, hát xong bài này nó hoang mang luôn. Cào quá, hơi quá cố. Hello chị Nghĩ Phở nhá, hay là tất cả các anh chị. Ủa sao bữa này nó chưa nó được 10.000 like nhở? Nó bị tắt luôn rồi, chết này. Rồi rồi. Thế rồi. Quả này nó hoang mang thật rồi ạ. Ok. Toi rồi, toi rồi. Hoang mang luôn rồi. Hoang mang thật. Và chúng ta lên nhạc đi, ca chế của em ơi, lên nhạc đi ạ. Lên nhạc đi ạ. Hồi nãy có bạn yêu cầu bài Cô đơn dành cho ai đấy. Hả? Được không? Cô đơn dành cho ai à? Chén thì đi. Các anh chị mà thích thì tụi em sẽ hát thôi. Tính vậy chắc vậy. Thế tính ra là ngồi biết là anh chị ít vậy thì đỡ phải tập nhiều. Thế anh mấy anh em tập mấy chục bài để hôm nay mà gọi sung, nhưng mà chắc là anh chị bận Tết rồi cũng không xem á, thành ra là thôi thì mình hát ít lại một xíu ha. Thì hôm nay thì anh chị hãy yêu cầu những ca khúc chọn lọc đi, chúng ta hát 1-2 bài nữa thì ba anh em sẽ nghỉ anh chị nhá. Tại vì tính lên làm sung cho anh chị, làm game cho 100 khách mà ít thế này thì thôi, tại vì tương tác không được công bằng cho mọi người á, thì nhiều người cũng là follow rất là nhiều ấy, thành ra là anh chị để hẹn lại một livestream sau chẳng hạn. Có vẻ là mạng nó có kém nhỉ, không nhìn thấy, em thấy comment không, nó chạy rất là chậm, chậm mọi người kỳ cục người ta chậm. Hay là do mọi người lên mạng nhiều nó cũng bị em nghĩ là tới bắt đầu chuẩn bị qua giao thừa rồi các anh chị ra đường nhiều, các anh chị livestream gọi điện chúc mừng nhau chúc Tết á, cho nên sẽ nó nghẹn mạng một chút xíu, nghẹn mạng. Nhưng mà không chạy, sao không bây giờ luôn. Mình anh chị comment nó cũng ít luôn kìa. Có 3.000 mấy bình luận thôi, lạ ghê, nó chưa bao giờ mà nó ít bình luận như này luôn á. Ok, hát một bài gì đi, hát bài gì để xem. Anh chị lên nhạc đi à. Đây, chúc mừng năm mới luôn anh chị nhá. Em là con thuyền cô đơn remix đi. Hà gì đây này. Ok, bây giờ cho tí remix cho nó bốc luôn không ạ? Ok. Em là con thuyền cô đơn cũng được, nhưng mà phải nâng lên. Anh chị ơi, sung lên ạ. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi đúng không ạ? Mình rực rỡ lên đúng không ạ? Để chuẩn bị đón một năm mới thật là may mắn và thật là thành công anh chị nhá. Vậy là đúng rồi đó. Giỏi. Đời em giờ như thuyền không bến, thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời. Hát đi đừng nghĩ xấu. Một ngàn sóng gió trăng bình yên, thân em bây giờ gửi phần cho ai? Đời cho mãi lần hiền nửa đời thanh xuân. Thuyền không bến, thuyền mãi. Theo sóng thuyền ở ngoài khơi, bên nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi. Thanh xuân em còn nương đâu anh, mất nửa đời em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù trong gai, em hiện tại chẳng thuộc về ai. Happy New Year. Ok, hát đi đừng nghỉ sớm. Muốn Sa Băng Nhật Lệ cũng như là anh Duy Trinh hát lâu thì các anh chị cùng chia sẻ thật nhiều nha. Chia sẻ mạnh mẽ lên ạ, để ba anh em có thêm năng lượng phục vụ anh chị được không ạ? Hết view là sếp em sẽ buồn đó. Cho nên là sẽ kêu xuống sớm thì các anh chị cứ nhiều view lên nha. Đời em giờ như thuyền không bên, thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời. Muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên, thân em bây giờ gửi phận cho ai? Đợi chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Hey! Thuyền không bên, thuyền mãi lênh đênh, em cô đơn như con thuyền ấy. Nhắn với sông thuyền ở ngoài khơi,
đến nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi. Anh xoan em còn nữa đâu anh, mất nửa đời em đợi chờ riêng. Tương lai mịt mù trắng gai, em hiện tại chẳng thuộc về ai. Về ai hiện tại đang cô đơn đúng không ạ? Ai hốt đi ạ? Anh chị thấy nhà DC vui không? Bấm cho em một cảm xúc khi chưa được 10.000 like luôn các trẻ ơi. Bấm cho em mỗi người dừng lại 2 giây đi ạ. Ôi ơi, nãy giờ chưa được 10.000 like, mỗi người 2 giây đi ạ. Hát nhạc quê hương nào. Quê hương chốn thanh bình. Quê hương được không ạ? Nãy giờ chưa có bài nào em băng em xuống dưới, em lấy cho anh mấy cái áo đấy. Mấy cái áo anh để ở dưới, áo công ty DC á. Ở dưới ấy, hỏi cái tình nó dọn ở dưới nó để đâu. Đấy chị ạ. Bằng lòng đi em anh về quê mang lễ cao trầu, mẹ cha lên hỏi kết hoa bằng thuyền đưa dâu. Áo cưới hình đôi bồ câu khăn vẫn nhiều vàng vườn đầu, son sắc chung một niềm cầu. Mẹ mang đi em vườn trái xanh màu. Bài gì ta? Bằng lòng. Ngẫu hứng đi qua cầu đúng không anh? Ok, đâu? Ngẫu hứng, đâu nhỉ? Anh chị yêu cầu kia không phải bài này đâu. Bài này nó mới chuẩn đúng không anh chị ơi? Yeah. Đúng bài chị yêu cầu. Lên 10.000 like em bằng lòng luôn đấy ạ. Hey. Hỏi mãi hôm nay đang chuẩn bị bằng lòng đấy ạ. Bằng lòng luôn nha. Phải đợi 10.000 cảm xúc cơ ạ. Đi em về với quê anh, về với quê anh, một cồn lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền nai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa, cầu tre dâu khó đưa dâu, dâu khó đưa dâu, bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo. Về đây người quê em chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu anh. Ôi đã hoa tim trôi liêu diêu, dòng sông nước chảy diêu anh thấy băng nhỏ xíu, con nhỏ xíu anh mê nhỏ ghê ạ. Ôi những đêm ngắm trăng nói lại cái mồi cười tít mắt này ạ. Muốn không mình em ca điều lý qua khen nhỏ xu này chị ơi. Lên 10.000 like đi để em có bao nhiêu mình chơi bao nhiêu nhá. Mình tính chơi lớn nhưng mà giờ chơi nhỏ đi. Anh chị ơi lên 10.000 like đi. Em bốc cả game cho anh chị nào. Bằng lòng đi em về với quê anh, về với quê anh, một cồn lao xanh, một dòng sông xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền nai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa, cầu tre dâu khó đưa dâu, không có sao hết. Bằng lòng theo anh dưới mái tranh nghèo, về đây người quê
xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm trăng nhớ anh buồn muốn khóc. Mình anh ca điều lý quá khứ. Bằng lòng đi em bằng lòng. Không chỉ bằng lòng theo anh. Bằng lòng đi người yêu nhỏ bé. Khúc sân ca bắt cầu em tới. Bằng lòng đi người yêu nhỏ bé. Nhớ thương nhau. Điều lý quá khứ. Không biết hỏi cô nào mà bằng lòng đấy ạ. Ok, tự nhiên sao, tự nhiên nào. Tự nhiên cái máy lạnh nó làm mà cái họng khủng hát được luôn này trời. Bực mình thật. Hôm nay làm những cái ngày. Nhưng mà thôi kệ đi, năm nay là vẫn là năm cũ. Năm cũ mình bỏ qua, xong năm mới thì mình lại gửi lên ha ha. Ha đấy đúng rồi. Hai đứa mới không đúng ra hát bài đấy mới đúng ấy. Bài này có biết hát hay á. Ok, 10.000 được kìa. Thôi, 10.000 mình chơi kiểu 10.000. Bây giờ nhá. Em tặng cho anh chị 50.000, 50 cái áo DC Beauty này. Bây giờ anh chị để chữ DC Beauty kèm số điện thoại cho em cái nào. Em rút thăm cho anh chị nào để số điện thoại. DC Beauty kèm số điện thoại, Trinh Nước Hoa kèm số điện thoại, Trinh Collagen. Đúng cú pháp nha. Trinh Collagen, Trinh Nước Hoa kèm số điện thoại. Em bốc cho 50 người và 50 người đây em chỉ cần quét một cái một ra nó sẽ bốc random hên xui. Trinh Collagen kèm số điện thoại của anh chị, số điện thoại của anh chị nhá. Có nhiều người hôm nọ em chơi game là 500.000 đấy, có người gọi được không đúng số. Chơi kiểu mà gọi là không biết luôn. Bốc chúng mà không đúng số nên là thua. Cho nên là suy nghĩ cái thinh cho kỹ nha. Số điện thoại mình mà không nhớ nữa thì thôi đó. Comment cho em một cái em bốc xong này. Anh em mình nghỉ thôi. Nào anh chị ơi, không cần chia sẻ nó đâu. Thế nó bây giờ không cần chia sẻ đâu. Cần cho anh chị may mắn. Ai có ở trên livestream này thì comment cho em cái em bốc thăm cho anh chị nhá. Không cần phải chia sẻ hay gì hết đấy. Bây giờ tặng là không chia sẻ. Áo này ngoài Bắc anh chị mặc rất là ấm luôn đấy ạ. Áo hai lớp anh chị nhá. Và rất là đẹp. Màu nào cũng đẹp luôn, màu trắng màu hồi nãy tính hết. Chơi lớn hơn nhưng mà lên được 20.000 thì mình chơi quả cho vài trăm người, mỗi người 500.000 cho máu. Nhưng mà hôm nay kém quá cho nên thôi không chơi vậy nữa, bây giờ chơi tặng áo đi. 50 người thôi. Hôm nay tại vì cuối năm rồi cũng là mọi người cũng đang quen với người gia đình rồi đúng không? Và Duy Trinh nói với anh chị một câu này, tặng là tặng. Anh chị nào không lấy áo thì lấy 200.000 tiền lì xì. Wow. Tiền vào mình, thẻ điện thoại nhá. Không mình chạy như mưa rơi. Ok nhá, anh chị được hai quyền lựa chọn này. Bạn nào vào rồi? Bực ghê luôn đấy. Đây đây đây. Ai vô làm gì nhỉ? À, chờ đợi đi, chúng ta chờ đợi đi, chờ đợi nó lát số điện thoại. Quá anh chị có thể xem số điện thoại đấy nhá. Em ơi, cậu bỏ cái này ra cưng. Các anh chị thích màu đen hay là màu trắng nè? Màu nào cũng đẹp anh chị ạ, màu trắng thì trẻ trung, màu đen thì nó kiểu cũng hơi huyền bí, quyền lực một đây, xíu, mình chơi đẹp mạnh xíu. Mặc thử cho anh chị nhìn cái form áo nhá. Anh chị cứ comment đi, em chịu comment đi ạ. Đây số của anh chị đang chạy comment đấy, em chơi đẹp lắm anh chị cứ để đấy im em. Anh chị gửi comment đi ạ. Ok, anh chị comment xong em chỉ cần quét một cái một rồi em bốc thăm cho anh chị nhá, anh chị nhá, mình chơi đẹp mà. Ok, chờ anh chị comment 5 phút thì mình có thể hát cho anh chị nhỉ, đúng không? Mình có thể hát cho anh chị nghe. Anh chị yên tâm nhá, bên em máy móc nó tối tân lắm cho nên là chơi game dễ lắm anh chị, yên tâm. Bên em là có những thứ mà gọi là nó vượt xa tầm tưởng tượng của anh chị ấy. Cho nên anh chị yên tâm nhá. Rồi nó đứng mất rồi. Chết tôi. Rồi. Nó vượt xa tầm tưởng tượng của anh chị cho nên anh chị cứ comment đi là hai anh em sẽ nhìn thấy cái comment của anh chị. Đó. Và các comment em anh muốn em không để em này, bài này lạ hoắc này, chưa hát bao giờ này.
Hey, trong khi anh chị cứ comment đi. Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu anh, nước mắt không đem lại chuỗi ngày ấm em. Đừng sầu nghe em, tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Hãy biết hôm nay mình không còn nhau đây, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đắng cay. Thích nói thêm chi, hãy cố quên đi, hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Ôi, đời là đại dương mênh mông. Tình là rơi tơ mong anh, và ta là chiếc thuyền con bình bồng. Nếu lỡ mai sau mình không còn bên nhau, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đớn đau. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu là như ngôi sao bay vèo trong đêm. Rơi tơ mong manh, và ta là chiếc thuyền con bồng bềnh chìm xuống lạnh đầy. Nếu lỡ mai sau mình không còn bên nhau, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đớn đau. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Hey, chúng ta sẽ đợi khoảng vài phút nữa chúng ta sẽ quay thưởng cho anh chị nhá. Anh chị lên số điện thoại đi ạ, chuẩn bị quay thưởng đi ạ. Mình lên nhiệt tình anh chị nhá, nhá. Rực rỡ lên nào. Trinh Collagen, Trinh nước hoa Pháp, Trinh nước hoa, Trinh Collagen DC Beauty kèm số điện thoại anh chị ơi. Trinh Collagen kèm số điện thoại của anh chị. Trinh nước hoa kèm số điện thoại anh chị. DC Beauty kèm số điện thoại anh chị để rút tăm may mắn ngày hôm nay 50 phần quà. Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu anh, nước mắt không đem lại chuỗi ngày ấm êm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Hãy biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đắng cay. Tiếc nuối thêm chi, hãy cố quên đi, hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Tình là rơi tơ mong manh, và ta là chiếc thuyền quân bồng bềnh trên sóng lạnh. Nếu lỡ mai sau mình không còn bên nhau, bên nhau. Nếu lỡ mai sau tình trôi vào đớn đau. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu là những ngôi sao bay vào trong đêm. Mẹ ơi hết nhà con về, nấu bánh trưng cho mẹ ăn. Móng lên một lần nữa không ạ? Các anh chị cứ để lại comment trên Collagen và kèm số điện thoại của mình để chúng ta cùng bốc thăm may mắn trong buổi live ngày hôm nay nhé. Biết đâu mình là người may mắn trong buổi tối ngày hôm nay đúng không ạ? Chúng ta cảm thấy vui không ạ với một ca khúc mới tinh của Duy Trinh, mới làm lại theo một phong cách mới, một ca khúc remix với tựa đề Tình là sợi tơ. Sợi tơ mong anh. Ok, một ca khúc rất là hay anh chị ạ, và rất là vui, rất là vui. Anh chị muốn nghe cái gì ạ? Anh chị muốn nghe ca khúc như thế nào thì anh chị có thể yêu cầu giúp hai anh em ạ. Có vẻ là đứng rồi em ạ. Còn sau chạy. Một hồi comment chạy như mưa thì là một rừng đứng. Giống hôm trước. Giống hôm trước. Đúng rồi. Không sao cả, nhưng mà ở trên phần nó sẽ lấy hết cho anh chị, cho nên là không sao cả. Trên nước hoa. Chúng ta sẽ có một cái cách khác để lấy và nó không ảnh hưởng đến comment có hay không. Và với một ca khúc rất là được yêu cầu ở trong thời đại hiện tại, một ca khúc đang là hot của em trai Châu Khải Phong. Ca khúc nghe xong rồi biết bài gì anh chị, nghe đi rồi biết nha anh chị nhá. Ca khúc hot hòn hòn. Đúng như là tâm trạng anh em mình lúc này. Một ca khúc rất là hay của Châu Khải Phong. Anh chị nghe nhá.
con đường hạnh phúc đôi ta từng bước qua cũng đã đến lúc kết thúc anh à. Anh đã thay đổi, đã lừa dối, tình cảm bấy lâu có lẽ thâm tâm anh chẳng muốn vậy đâu. Em thấy nhớ anh, nhớ vòng tay, nhớ khoảnh khắc từng đắm say, nhớ những chiều mưa vui đưa rơi mãi tranh em dịu bình yên. Thương anh nhiều lắm, thương tấm thân ghê mòn xuất sẵn lui tàn. Thấy anh đớn đau, em đâu chịu được nổi. Hôm qua anh còn nơi đó, yeah. Hôm nay tan về nơi đâu. Em chơi vơi giữa đêm thâu, hỡi thế gian sao lắm mù sầu. Anh ấy là cả thế giới, là cả bầu trời tương lai. Mai này chẳng còn một ai bên cạnh em lắng lo mỗi ngày. Kiếm này cho em xin lỗi, chẳng thể bước đi cùng ai. Đi hết cuộc đời để xem mỗi lưng duyên liệu có an bài. Tình yêu không trọn vẹn nữa, em đem cất sâu vào tim. Kiếp sau có duyên gặp lại, em chẳng để lạc mất. Một ca khúc mới tinh không trọn vẹn nữa của Châu Khải Phong anh chị ơi. Cái sau nếu có gì không trọn vẹn nữa mất các anh chị đâu. Và chúng ta sang năm chúng ta sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều với sự may mắn 2022. Hôm nay dám mà lên được ngỗng thì hay nhỉ chị nhỉ? Có lên được không ạ? Tặng mỗi người ba anh em một ngỗng đi ạ. Lâu lắm rồi sao bằng nó mới được ngồi hát đây nên có vẻ nó hơi run anh chị ạ. Anh chị like cho nó cái đi anh chị ơi. Tội nghiệp. Hai chị em này đều run như nhau đúng không chị nhỉ? Yêu nào. Yes, rồi. Em thấy nhớ anh, nhớ vòng tay, nhớ khoảnh khắc từng đắm say, nhớ những chiều mưa vui đưa rơi mãi tranh em dịu bình yên. Thương anh nhiều lắm, thương tấm thân ghê mòn sợ dáng lui tàn. Thấy anh đớn đau, em đâu chịu được nổi. Hôm qua anh còn nơi đó, hôm nay tan về nơi đâu. Em chơi vơi giữa đêm thâu, hỡi thế gian sao lắm mù sầu. Anh ấy là cả thế giới, là cả bầu trời tương lai. Mai này chẳng còn một ai bên cạnh em lắng lo mỗi ngày. Kiếp này cho em xin lỗi, chẳng thể bước đi cùng ai. Đi hết cuộc đời để xem mỗi lưng duyên liệu có an bài. Tình yêu không trọn vẹn nữa, em đem cất sâu vào tim. Kiếp sau có duyên gặp lại, em chẳng để lạc mất anh đâu. Hôm nay tan về nơi đâu, chim chơi bây giờ đêm thơ. Hỡi thế gian sâu lắm u sầu. Anh ấy là cả thế giới, là cả bầu trời tương lai. Mãi này chẳng còn một ai bên cạnh em lắng lo mỗi ngày. Kiếp này cho em xin lỗi, chẳng thể bước đi cùng anh. Đi hết cuộc đời để xem mỗi lần duyên liệu có an bài. Tình yêu không trọn vẹn nữa, em đem cất sâu vào tim. Kiếp sau có duyên gặp lại, em chẳng để lạc mất anh đâu. Không trọn vẹn nữa. Hello chị Mộc Lan, hello chị Huyền Vũ, chị Nguyễn Phượng nè. Tất cả các chị đã chuẩn bị Tết tới đâu rồi ạ? Chúng ta cùng bên mâm cơm chuẩn bị đón giao thừa chưa ạ? Trong khi anh chị được tất bật với những công việc anh chị mong muốn thì ba anh em vẫn phải ngồi đây để phục vụ anh chị. Anh chị thấy không? Một cái sự nghiêm túc, một cái sự hoạt động không biết mệt mỏi và cái độ nhiệt tình thì khỏi cần bàn đúng không ạ? Anh chị biết là em nhiệt tình như thế nào không? Đến bây giờ này em cũng muốn được đi chơi. Mày cũng muốn đi chơi chứ ạ. Nhưng mà có được đi chơi đâu cũng phải ngồi đây. Bởi vậy người ta bảo đời không cho mình hết cái gì bao giờ cả. Họ cho mình cái này thì mình phải họ lại lấy đi, trời lại lấy đi của mình cái khác. Thế là chúng ta cũng đừng có buồn. Vì những người như Duy Trinh đến thời điểm này vẫn phải ngồi đây để phục vụ anh chị. Đó là cái gì? Đó là cái mà nhiệm vụ và cái trách nhiệm. Bởi vì được anh chị yêu mến nó là cái sự khó khăn rồi. Được anh chị yêu mến và giữ được sự yêu mến của anh chị nó còn khó hơn gấp ngàn lần, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ rút cho anh chị khoảng 10 người trước đi ạ. Để xem nào, bạn kia gửi file cho mình chưa? Hồi hộp quá anh chị ơi. Để xem nào, chúng ta còn 9.500 người đang xem livestream này của Duy Trinh. 9.500 giá này. Và chúng ta sẽ mở, trước khi đó chúng ta sẽ mở kỹ thuật của DC Beauty đang ơi, đừng run thế băng. Bốc thăm trúng thưởng mà run hộ băng ngồi nó run hộ.
Anh chị thấy ông rất là dễ thương, hai đứa em của Duy Trinh, một đứa thì em họ, một đứa thì em gọi là em ruột thừa, không có một chút xíu gì gọi là dòng họ. tôi đang nói mình gọi in tôi dẫn chương trình là làm gì đấy, có là đấy. Đây bây giờ sẽ cho anh chị xem có kết quả đấy anh chị ạ. Chúng ta sẽ rút rất là đẹp, chúng ta sẽ rút 10 người trước nhá. Đợi trên này, cho nên là anh chị chúng ta sẽ rút 10 người trước, và đây là kỹ thuật của DC Beauty. Một bạn kỹ thuật của DC Beauty đã gửi cho mình một cái file anh chị đã vừa rồi. File để anh chị đấy, khoan đã, không được, mình phải mở cái này ra trước, mở cái random. Đây là một cái phần mềm random. Random là cái gì? Cái này phải delete nó đi. Cái này là hồi nãy test thử thôi. Delete, ok. Tức là chúng ta dán bất kỳ một cái gì đây và chúng ta chọn 10 người ở dưới thì anh chị sẽ được. Đây. Để xa ra tí cho anh chị thấy. Bây giờ chúng ta sẽ rút trước 10 người nhá. Chúng ta sẽ chọn ở đây 10 người trước. Băng đánh số 10 cho đây cho anh. 10 người. Không. Bây giờ chưa đánh 10 người chứ. Bây giờ mình copy vào này vào trước đi. Đây. Nó sẽ loát ra con số mà hồi nãy anh chị có nhìn thấy con số, chỉ có không có số 0 thôi, còn những cái số phía sau của anh chị nó quá nhiều số điện thoại cho nên nó loát chậm anh chị nhá. Chết rồi. Không mở được này. Mạng cuối năm hơi mọi người gọi điện chúc Tết nhau nhiều quá. Không mở được nữa là phải lưu về. Lưu về đi. Cho nó nhanh. Đây. Ra rồi này. Số ra rồi. Con số gì đây? Con số gì đây? Số ra gì đây? Thân em. Tính hát lô tô mà không biết ra. Ôi số này anh chị ơi, số nó nhiều như thế này cơ mà. Ok, chúng ta sẽ copy. Và chúng ta sẽ cho qua cái bên này. Anh chị lưu ý nhá, em sẽ copy qua bên này. Và em cho cái camera xuống tí. Paste, em paste ở đây. Đấy, hiện tại thì chúng ta chưa có để bao nhiêu người ở đây cả. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn 10 người và em chỉ cần bấm số 10 thôi, nó sẽ hiện những người trúng thưởng lên. Anh chị chờ cho em, bấm số 1 nó ra 1 và bấm số 10 thì nó ra 10. Rồi, chúc mừng luôn 10 người đầu tiên. Đã có 10 số may mắn rồi đấy ạ. 0949902749 0973658783 0868282885 0966450079 0392404505 0787434167 0349685655 0942151726 và 0397435204 0395240. Em đọc cái câu cuối đi, mỏi mồm. 0963072671 là cái số cuối cùng. Đây là số 10 số rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái kỹ thuật để ngày mai các bạn sẽ. Anh chị nào? Ngày mai mùng 1. Ngày trước. Sao nó đổi rồi? Sao nó đổi nhỉ? Chắc là 10 bạn tiếp theo rồi. Không. Anh click vào đây mà đổi sao được? Không. Mình có thể xem lại live stream. Dạ đúng rồi, mình có thể xem lại live stream. Anh chị ơi, mình có thể xem lại live stream nhá. Cái 10 số đầu tiên này. 10 số đầu tiên thì chúng ta sẽ xem lại live stream. Còn cái số sau thì bên em sẽ anh chị nhớ nhá, và chúng ta xóa đi là nó lại random. Đấy để em nói để cho anh chị hiểu. Ví dụ như bây giờ em nhấn 5 cái nó sẽ random, tức là nó sẽ hên xui ra 5 cái này. Cái này là em rút thử thôi. Đấy. Còn lần sau thì em sẽ rút thêm 10 cái anh chị nhá. Và chúc mừng với tất cả những khách hàng vừa rồi đã đạt được cái phần quà. Anh chị nếu không lấy áo, cái phần áo rất là tuyệt vời luôn nhá. Anh chị không lấy áo thì có thể yêu cầu một cái thẻ cào.
anh chị nhá. Anh chị không lấy áo thì anh chị nhắn tin vào 0888881111. Những anh chị vừa được nhận theo theo cái số vừa rồi đấy thì bên em sẽ chuyển khoản vào cái số điện thoại của anh chị luôn anh chị nhá. Không phải là chuyển khoản mà em bắn bằng số bắn giống như cái thẻ điện thoại đấy, em sẽ nạp thẳng vào số điện thoại đó luôn. Anh chị nào lấy quần lấy áo ấy thì qua Tết em gửi mùng 6, mùng 7, mùng 8 Tết gì đấy em đóng em gửi cho anh chị ha. Chúc mừng 10 người đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ hát một cái nữa, anh chị tiếp tục để số ha. Cái số của anh chị sau 5 phút nữa thì em sẽ rút 40 người nữa là chúng ta sẽ nghỉ anh chị nhá. Ok, và chúng ta sẽ đến với chương trình âm nhạc tiếp. Anh chị nhớ để lại DC Duy Trinh Blazen để kèm số điện thoại để được bốc số may mắn anh chị nhá. Biết đâu mình là người may mắn trong buổi tối ngày hôm nay đúng không ạ? Trinh Collagen kèm số điện thoại, Trinh Nước Hoa kèm số điện thoại và DC Beauty kèm số điện thoại anh chị ơi. Sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn đây để anh vội đến và rồi vội đi? Phải chi anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Hey, anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây? Anh là ai đi qua chốn này? Còn em là ai trong cuộc đời anh đây? Nói đi anh người ơi, vì sao anh đã yêu em như vậy? Các anh chị muốn tìm Duy Trinh sống sao ạ? Để lại cái comment được không ạ? Cùng chia sẻ mạnh mẽ lên các chị mình nhá. Lưu ý là chúng ta không lấy áo thì anh chị có thể lấy 200 ngàn bằng thẻ điện thoại anh chị nhá. Cảm ơn tất cả anh chị đã yêu mến kênh của Duy Trinh trong suốt thời gian qua. 50 phần quà cho tất cả anh chị các bạn để số điện thoại kèm với chữ Trinh Collagen, Trinh Nước Hoa hoặc là DC Beauty kèm số điện thoại của anh chị để nhận được may mắn. Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ các anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Anh chỉ đến bên chốn này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây? Nói đi anh người ơi, vì sao anh đã yêu em như vậy? Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều đã dành lời khen cho Sao Băng và Nhật Lệ trong buổi live ngày hôm nay nha. Dạ, khen hai đứa thôi cũng được, đừng khen sếp em nhiều người khen lắm. Hai đứa em chưa được khen mấy, dạ. Sếp em ngày nào cũng được khen rồi ạ. Hôm nay mình ăn mạnh trước nha.
Anh chị tiếp tục lên nhạc giúp em với ạ. Anh chị ạ. Ca khúc này đảm bảo mọi người thích. Anh chị lên nhạc giúp em với. Anh chị lên nhạc và để số đi. Và sau vài phút nữa 9 giờ là em sẽ bốc thăm nhé. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Khi thấy mái đào nở vắng bên nắng. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về. Nay em bay đầy trường ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôm nhớ xuân nào thuở chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh trưng chờ trời sáng. Đỏ hay hay những đôi mã đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm. Mái tranh nghèo không người sửa sang. Khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới. Ba ngày xuân xóm riêng biết mấy giờ mẹ chờ. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình em mong mẹ ơi con xuân này bằng. Chúc mừng tất cả anh chị nào đã được về với mẹ. Đó là điều tuyệt vời. Còn ba anh em xuân này vắng nhà. Và sự sum họp, đó là điều tuyệt vời và chúc mừng. Và những anh chị nào không về được quê thì đừng buồn, bởi ba đứa em có được về đâu. Hello, đúng nha. Chúng ta cùng không được về, cho nên là không có gì để buồn cả. Và chỉ chúc mừng, chúng ta hãy chúc mừng với những người đã được về đoàn tụ với gia đình. Và anh chị đừng buồn nhé. Còn bọn em đây này. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm. Mái tranh nghèo không người sửa sang. Khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây thơ mong anh trinh sẽ đem về cho ta áo mới. Ba ngày xuân đi quê xóm riêng. Con biết bây giờ mẹ chờ em trông. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình êm ấm mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình êm ấm mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Cũng là một ca khúc rất là buồn. Rất là man mát và buồn, nhưng hai anh em đã phối lại với một dòng phong cách vui hơn, nghe đỡ buồn hơn hẳn. Và chúng ta còn bao nhiêu 5 phút nữa, chúng ta sẽ rút thăm cho những ai để số điện thoại lại. Trinh Collagen kèm số điện thoại, Trinh Nước Hoa Pháp, Trinh Nước Hoa kèm số điện thoại, Trinh Collagen, Trinh Nước Hoa kèm số điện thoại của anh chị, và DC Beauty kèm số điện thoại. Anh chị để một trong ba cú pháp thôi, không cần để nhiều. Anh chị cần để một lần đã có khả năng trúng rồi. Cảm ơn tất cả anh chị các bạn nhé. Và chúc mừng 10 người đầu tiên đã nhận được và còn 40 người nữa. Lần sau em sẽ gấp một phát 40 người luôn. Và em sẽ cho hai nàng tiên cá này đọc cho anh chị. Chị em mệt lắm rồi. Nàng tiên cá. Và chúng ta... Nàng tiên rắn. Chúng ta đến với những cái ca khúc quê hương đi. Bây giờ ra nhạc đúng đi rồi. Mình chén nhạc đấy nhá. Cho nhạc quê hương cũng được anh ạ.
nhạc quê hương mà. Giờ anh chị ở quê nên là không phải như quê hương mà nó lại nhảy luôn qua nhạc ấy thôi em ạ. Bolero ấy. Chơi luôn anh. Thân tài bolero đây. Nói một lời gì? Dạ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mà ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình khắc sâu. Nhớ thương đầy vơi mong thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn nơi ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hồn như nở hoa say mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại mặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn sẽ kết toa xuôi ngược nẻo đường, hữu tư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, tan ngay trong lòng chỉ thấy thiếp hương. Chiều tím không mây đường cũ bước lần về, buồn nghe dây dứt tim. Nhìn xe kế toa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tiễn đưa. Lá thu trầm rơi từng lá nghe buồn buồn, tương bước ai tìm về. Mở rộng vòng tay đón anh nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Sầu tím thịt hồng. Cảm ơn tất cả các anh chị, cảm ơn Trần Nhung nè, đã thấy rồi nè. Cảm ơn bé Thu Thượng nha, cảm ơn Khánh Nguyễn. Tụi em sẽ thấy tất cả. Xin lỗi tất cả anh chị, vào hôm nay năng lượng của ba anh em nó bị tụt đi quá nhiều. Tại vì cũng sửa soạn từ sáng giờ, dọn nhà rồi vừa tập, nó mệt anh chị ạ. Và anh chị cũng bận nên là không khí nó không được sung. Khi yêu hồn như nở hoa say mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại bằng theo gió trôi. Hôm nay nhìn sẽ kết toa xuôi ngược nẻo đường, vĩ tư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, tóc ngay trong lòng chỉ thấy thiết thơ. Chiều tím không mây đường cũ bước lần về, buồn nghe dây dứt tim. Nhìn xe kế đoa ngào trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tiễn đưa. Lá thu trồng rơi từng lá nghe buồn buồn, từng bước ai tìm về. Mở rộng vòng tay đón anh nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho qua. Rộng vòng tay đón anh nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Máu quá các anh chị ơi, cảm ơn chị Thắm Nguyễn rất là nhiều. Tới giờ chưa? Chưa đến giờ. Trong khi chờ đợi anh chị lên nhanh số điện thoại đi ạ, lên những con số điện thoại may mắn của mình đi ạ. Qua luôn. Sầu tím Diệp Hồng phong cách gì chứ? The Mist. Phong cách Desiguti. Anh chị nhạc này chỉ có ở đây có thôi anh chị ạ. Cho nên là chúng ta sẽ đi đâu chúng ta cũng không có cái kiểu nhạc như thế này đâu anh chị ạ. Cho nên là đừng quên nhấn follow kênh của Duy Trinh anh chị nhá. Đừng quên. Chúng ta đừng quên nha. Ba ca sĩ quên mất giao thừa luôn. Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau không, về đây mình có vui không, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn à. Không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu anh, không ai chấp bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tiên, một con đường trắng trinh, nguyên một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới còn anh là chú rể, mời em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về.
Em là mây mười hương, còn anh là trăng là bướm. Em đi nơi đâu, em đi nơi đâu là anh ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em về. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Đi theo anh, em theo anh về làm dấu nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê anh nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang, dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Từng chú con tàu cùng chung trên kiếp sân ga, sinh ra trong đời làm thân được khách đi xa. Tàu đi tàu vỡ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Hát bài đem về quê thôi các chị ơi, về thôi, bây giờ còn chuyến tàu cuối rồi. Về tới nhà kịp giao thừa luôn các chị ơi, bút vé đi ạ. Kiểu kiểu đúng kiểu luôn đấy. Hôm nay anh chị em nóng quá rồi, má đỏ ấy hay giống cô thắm ghê ha. Thầy ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau luôn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn, chẳng bao giờ buồn vàng quanh cả. Không ai thương mình không bằng tim hai đứa. Okay. Tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tiên, một con đường trắng trinh nguyên, một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể. Mỗi em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hương, còn anh là trăng là bướm. Em đi nơi đâu, em đi nơi đâu là anh ở đó. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Theo anh, em theo anh về làm dấu nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê anh nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang, dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Những chiếc con tàu cùng chung trên kiếp sân ga, sinh ra trong đời làm thân được cách đi xa. Tàu đi tàu bó sân ra, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Ê! Tới nhà rồi các anh chị ơi. Gọi mẹ nhớ, về nhà gọi mẹ mở cửa ăn bánh chưng, trời ơi thích thế đúng không ạ? Và chúng ta sẽ nhờ hai MC đọc tên của những người may mắn để xem chúng ta đã có file chưa ạ? Để xem chúng ta là có cái file chưa. Thì đến lúc bay số này là bắt đầu run rồi đấy ạ. Ok, file cuối, chúng ta đã có được cái file cuối cùng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ rút thăm cho 40 người và nhờ hai người đẹp này đọc nhá. Và hai đứa chúc mừng năm mới các cô chú anh chị đi. Để chúng ta sẽ phải chúc mừng năm mới cô chú anh chị. Phát tài, phát lộc, phát bình an ạ, đúng không ạ? Tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Chúng ta đã nhìn, anh chị đã nhìn thấy rõ chưa ạ? Và chúng ta sẽ lấy một cái file cuối, hồi nãy là cái file nãy. Và đây là chúng ta đang dùng, đây, chúng ta sẽ xóa cái file này đi. Bởi vì hồi nãy nó là cái file hồi nãy chúng ta cho vào, đúng không? Chúng ta sẽ delete cái file này đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ copy cái file mới này vào. Đấy. Để xem nó có hiện ra không, hiện ra thì chúng ta sẽ lưu về. Số rất là nhiều cho nên nó lát chậm, anh chị chờ đợi một xíu nhé. Và chúng ta sẽ quan trọng nhất đến hai người đẹp này sẽ đọc cho anh chị. Em đọc mà em cũng run nữa, không biết là ai sẽ người may mắn đấy ạ. Ok, đây, số đây. Chúng ta phải cần chúng ta có thể để như thế này thì anh cho vào đây anh copy nhỉ. Thì sao mình lâu lâu mình bắn số chậm quá. Số hơi chậm. Nhảy số hơi chậm. Ui dồi số kìa, nó nhiều. Quá nhiều số luôn ạ. Trong này bao nhiêu nghìn không biết.
Rồi chúng ta sẽ nhấn copy đây nhá anh chị nhá. Mình làm rất là chuẩn nhá. Và em sẽ copy ra đây và sẽ bát vào đây. Và bây giờ thì anh chị nhìn bên này giúp em nhá. Và chúng ta cho đang trống đây. Chúng ta đang không có gì đây. Chúng ta không có gì cả. Ví dụ này, em nói để cho anh chị hiểu nhá. Ví dụ em bây giờ em nhấn 5 người đi, nó sẽ hiện. Cái này là em thử nhá, chứ là ai nhìn thấy số này là không được tính này. Đó, ví dụ đấy, nó sẽ nhảy ra 5 số này. Chúng ta sẽ có 5 người may mắn như thế này. Đấy như thế, anh chị hiểu không ạ? Nhưng mà bây giờ mình bấm 40 luôn hả sếp? Và chúng ta bây giờ chúng ta bấm 40 thì chúng ta sẽ có con số 40, khoan. Và anh chị hãy chờ đợi xong chưa ạ? Chúng ta sẽ bấm con số 40 nhá. Đây, chúng ta sẽ bấm con số 40. Và chúng ta sẽ 40. 40, nhá. Ra chưa ạ? Nhấn một sai, trừ này. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ số trừ này. Ok. Rồi. Wow. Đã ra số đấy đây ạ. Đây wow. Mới là chính xác là số 40 này. Số đây. Bây giờ cái số đầu tiên cho phép Sa Văn đọc tên, đọc cái số điện thoại đầu tiên nha. Là 0332930921. Đợi một xíu, anh sẽ copy qua bên này. Cho ăn chắc đi. Anh sẽ copy qua bên này. Đây. Dễ đọc chúng ta sẽ copy qua bên này để cho mọi người đọc. Và nó không bao giờ chạy số được. Bát rồi đây. Đây, rất là đẹp luôn. Chuẩn luôn. Đấy. Rồi bây giờ những cái số thừa này coi như là bỏ này. Đọc vào đúng số này. Rồi em đọc đi. Thay nhau đọc đi. Dạ. 03. Đây khoan. Ủa, mình đang làm đây phải chuyển cái này qua đây cho anh chị xem. Đây. Rồi. Đấy mình phải copy lại cho anh chị xem nhá. Đây, em copy cái vừa rồi lại. Cái máy này phải cho xa ra tí mới được. Đây. Chơi cho công bằng. Đây mình copy này. Em sẽ copy qua đây. Nhá, nó y như cái trên thôi. Đấy, mình nhấn send đây. Rồi. Coi như là số 0329 này, 0333293091 anh chị nhé. Thấy giống nhau không? Ok, để cho anh chị hiểu ha. Đây này. Ấy cái này. Đấy nó có hiện này, đấy Lê Liên này, Hên này này. Đấy. Rồi là Nguyễn Hiền này, đấy. Thôi nhưng mà chúng ta sẽ đọc số đi ha. Đọc từ số 33 này đi. Đấy. Ok. 0332930921. Số thứ hai là 0985798465. Mọi người đọc 5 số ha. 0362658698. Số thứ tư là 0963860503. Số thứ năm là 0368074072. Rồi tiếp tục lại đọc 056. Tiếp tục ạ. 0562257363. Tiếp theo ạ. 0901988352. Số tiếp theo 0775538254. Số tiếp theo 0826161288. 0981045087. Dạ, số tiếp theo là 0356046661. Số tiếp theo nữa là 0961576012, 0915846134, 0973899786, 0967894444. Dạ tiếp theo ạ, 0933173473, 0978211405, 0376217756, 0372884396, 0942514424, 0372586060, 0796380088, 0394502227, 0393661688, 0832834843. Tiếp theo ạ, 0377809000, 0970738621, 0949468899, 0965107318, 0935200764, 0374403000,
0983881026. 1026 đây. 0932560519. 0357791555. 0964888591. 0975302348. 0352171826. 0973089 80. Và số cuối cùng là 0362891061. Dạ, chương trình số số của kênh DC. Tất cả những anh chị đã trúng thưởng thì anh chị cũng có thể nhắn, anh chị muốn lấy card điện thoại thì anh chị nhắn vào Zalo 0848 481 nếu đúng số điện thoại mà anh chị trúng đây, hoặc là bên em sẽ liên hệ lại với tất cả anh chị các bạn sau Tết. Nếu anh chị muốn lấy cả điện thoại trước Tết thì anh chị nếu mà còn đang xem đây, anh chị thấy số của mình trúng thì inbox cho Zalo cho em nhé. Vậy số điện thoại này em sẽ thảy qua cho bên các bạn ở bên chăm sóc khách hàng, các bạn sẽ biết được những cái số nào có đúng hay không anh chị nhé. 0888881111 số Zalo anh chị có thể nhấn vào để anh chị có thể để anh chị có thể nhận được cái phần quà của Duy Trinh nhé. Anh chị có thể lấy bằng điện thoại, số điện sim điện thoại, và lấy bằng card điện thoại 200.000, hoặc là anh chị có thể lấy một cái áo rất là tuyệt vời của Duy Trinh kịp thời cho mùa lạnh cho anh chị. Ngoài đấy đang lạnh lắm đúng không ạ? Đang lạnh lắm thì anh chị yên tâm luôn. Đấy. Đó, rất dễ thương luôn. Dễ thương ơi, dễ thương. Đấy, này. Lại còn có cái mũ nữa cơ, dễ thương ơi luôn. Thích em Lệ thì lấy màu trắng, mà thích Sao Băng thì lấy màu đen ạ. Rất là dễ thương đúng không ạ? Thực ra thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem livestream này. Lúc đầu thì Duy Trinh tính là chơi lớn luôn. Hôm nay lên 20.000, 30.000 thì chơi lớn luôn, mà hình như là Facebook nó tương tác cũng kém, với lại anh chị cũng mải xem Táo Quân, với lại cậu thêm cũng phải đi du xuân. Thành ra không có thể xem livestream của Duy Trinh. Thành ra là thôi thì có ít thì mình chơi ít ha, chơi 50 người và mỗi người một cái phần quà là anh chị có thể đổi thành card điện thoại ha. Rồi hoặc là anh chị có thể lấy một cái áo. Thực ra cái áo này nó giá trị hơn 200.000 nhiều lắm anh chị ạ. 400-500.000 không mua được cái áo này đâu anh chị ơi. Nó có hai lớp mặc rất là dày luôn anh chị có ạ. Thể các anh chị có thể đi mưa được, đi nắng được và đi lạnh được luôn này, tại vì nó phải dù á. Nó có thương hiệu DC Beauty ở trên cái ngực trái này. Và chúng ta hãy kết thúc một năm cũ sang một năm mới. Ba anh em xin gửi lời chúc đến tất cả cô chú anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Chào đến những cô, những chú, tại vì kênh này rất là nhiều cô chú đã xem, cho nên là chúc các cô chú thật nhiều sức khỏe, ông bà cô chú thật nhiều sức khỏe, chúc các chị phát tài, các anh phát tài, và chúc các em năm mới sẽ có những cái lương duyên mới, có những cái điều tuyệt vời, và có những ai chưa có người yêu thì có cái lương duyên tới, còn những ai mà có rồi thì không có lương duyên mới nhá. Chúc thế là phải chúc đúng. Ok. Và chúc cho cô em này của Duy Trinh này kiếm được ý trung nhân, và cô em này nữa thôi kệ đi, không cái này thì thôi tính sau. Và chúng ta chào mừng năm mới và hẹn gặp lại anh chị các bạn. Chúc tất cả anh chị các bạn, và ai còn ế thì nhắn tin cho em nhá. Happy New Year. Happy New Year. May we are. Chúc mừng năm mới, chuẩn bị giao thừa rồi đấy ạ.